Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã giám sát việc thực hiện luật bảo vệ môi trường tại nhà máy luyện phôi thép chi nhánh công ty cổ phần thép Bobina ở khu công nghiệp Phú Mỹ 1 và công ty trách nhiệm hữu hạn Toptel ở khu công nghiệp Mỹ Xuân A trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Đây là hai doanh nghiệp bị người dân phản ánh nhiều lần về tình trạng ô nhiễm môi trường do xả thải. Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kiểm tra công tác lập thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, báo cáo giám sát môi trường định kỳ về đầu tư công nghệ xử lý ô nhiễm tại nhà máy luyện phôi thép chi nhánh công ty cổ phần thép Bumina và công ty trách nhiệm hữu hạn Toptel. Qua kiểm tra cho thấy nhà máy luyện phôi thép chi nhánh công ty cổ phần thép Bumina có bãi lưu giữ phế liệu ngoài trời với diện tích 13.500 m² nhưng không che chắn, dễ phát tán bụi. Đường nội bộ xuống cấp khiến nước mưa lẫn vào nước từ bãi phế liệu, hệ thống cây xanh còn thiếu. Điều kiện vệ sinh công nghiệp chưa được bảo đảm lắm, thì công ty phải chấn chỉnh. Và thứ nhất là cái hoạt động mà vừa rồi thì công ty cũng nói rõ là cái chủ đầu tư hạ tầng ở khu này đã có một cái ISICO, cũng có một cái công văn đề nghị là nó là cái việc mà chúng ta vận chuyển các cái quặng về để cho vận hành cái lò cao thì để nó vương vãi ra đường rồi làm mất vệ sinh của cái trong cái đường giao thông trong cái khu công nghiệp này. Cảnh quan xung quanh cây cỏ mương nước rồi các thứ mình cũng phải dọn dẹp vệ sinh cho nó, tạo cái cảnh quan cho nó tốt. Hiện nay nó xuống cấp, đang cái giai đoạn là xuống cấp của các cái khu công nghiệp. Tôi thấy đây là nó cũng có nhiều cái kho bãi là đang xuống cấp. Cái thứ hai là cái đường xá hạ tầng. Cái thứ ba là cái cảnh quan môi trường. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Toptel, nơi đang sản xuất gạch men với công suất 10,9 triệu m² mỗi năm, các bãi nhập liệu khu vực lò nung còn phát tán bụi, hệ thống ống khói chỉ cao 16 mét nên khói thải không phát tán được lên cao, ảnh hưởng đến những hộ dân sống gần nhà máy. Đoàn giám sát đánh giá thời gian gần đây hai doanh nghiệp đã có cải thiện đáng kể trong bảo vệ môi trường nên ít bị người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm. Tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn cần tiếp tục khắc phục bằng cách trồng thêm cây xanh, che chắn bãi phế liệu, nâng chiều cao ống khói để xử lý triệt để những tồn tại về môi trường.